Dạ vâng ạ, em Tiến, em xin phép em chào anh, em chào các chị ạ. Giới thiệu với anh chị, hôm nay em có một sản phẩm rất là mới. Em có chiếc Hyundai Elantra phiên bản động cơ 1.6 turbo. Chiếc này của em này em chia sẻ. Thứ nhất về cái lịch sử và nguồn gốc của chiếc này đi. Chiếc này thì đăng ký lần đầu là ngày 25 tháng 4 năm 2021. Và xe mới chạy được 1.600 km thôi. Bởi tại sao anh chị ạ? Bởi vì nói chung thật ra nó rất là không may, bởi vì ngoài Bắc của mình thì mình cũng phải mất hơn 2 tháng rồi. Mà trong chiếc này của em biển 60 mà ở miền trong, thì ở tỉnh miền trong thì họ phải mất được khoảng tầm 4 đến 5 tháng mà khi mua cái sản phẩm này về đấy, 4 đến 5 tháng rồi mà xe đã kịp đi, đã kịp sử dụng đâu. Đấy cho nên là khi trong Sài Gòn nó hết giãn cách phát là em đã bắt đầu là em mua được cái sản phẩm này luôn. Mà xe mới chạy có duy nhất km thôi. Và trước tiên là về cái lốp này, anh chị xem nó còn đã sử dụng đâu, đã kịp sử dụng đâu, cho nên còn nguyên râu, còn nguyên gai rất là mới, và vành la răng sáng quắc, không gần như không có một vết xước nào cả. Đấy là một điểm. Mà cái thứ hai là về cái nước sơn ở chiếc nước sơn của chiếc Elantra này thì nó là nước sơn sơn zin 100% nha anh chị nhá. Đó, chiếc này thì quá là mới rồi. Và như này, nói về chất lượng đi, nói về cái giá cả đi, thì nếu mà anh chị mà lấy cái chiếc này thì anh chị sẽ tiết kiệm được nguyên cái tiền thuế đăng ký đấy ạ. Theo em thì rất là hợp lý. Mà xe thì đăng ký ngày 25 tháng 4 đấy, xe đã kịp đi, đã kịp sử dụng đâu ạ. Và chất lượng thì em cam kết bằng văn bản, bằng giấy tờ anh chị nhá. Bao test, bao kiểm tra toàn quốc. Đấy, anh chị một cái chi tiết là nhỏ đấy, từ cái tem, cái ni lông này chủ cũ còn chưa kịp bóc. Mở cái xe ra thì ni lông dưới bóng quay xe chưa bóc, và cái mùi nội thất của xe mới thì nó còn nguyên cái mùi nội thất xe mới. Và nếu như có đi con Elantra Turbo này gần như nó tiếp cận với cái phân khúc D rồi, máy móc không gần một động cơ của nó gần như là một cái chiếc xe mà đi ngon nhất ở trong phân khúc C. Không gần chắc chắn, máy móc ngon và xăng cộ ok, option có đầy đủ. Em thấy chiếc Elantra này rất là hợp lý này. Anh chị có thể thấy được ghế má nó còn mới lắm. Đó, và em mời anh chị xem tiếp tục xem nội thất ở đây. Đây anh chị có thể thấy dần nhá, từ tablo tắp đi cánh cửa rất là mới, nội thất ni lông dưới bóng ở trong xe chưa bóc đâu, nước sơn là sơn zin 100% nha anh chị nhá. Đây ghế má này anh chị này, mà xe mới lăn bánh được 1.600 km thôi. Đó, đây ở chiếc Elantra này thì ở cái cần số, ở cái cần ở cái vô lăng thì nó khác hoàn toàn với so với bản phiên bản động cơ 1.6 và 2.0. Đây, ni lông dưới bóng chưa bóc này anh chị này. Có chế độ ga tự động này. Tiếp tục là ni lông dưới bóng chưa bóc này. Quanh xe ni lông dưới bóng chưa bóc nha anh chị nhá. Và có cả cái chế độ là sửa ghế này, có 3 chế độ lái, có thêm sạc không dây. Trần, anh chị có thể thấy là trần thì là trần đen rất là sang trọng, đúng không ạ? Chiếc này của em thì mới lắm. Ni lông quanh xe chưa bóc. Mở xe ra thì cái cảm quan của em đấy, nó là còn nguyên mùi nội thất xe mới. Và xe đã được trang bị rất là đầy đủ rồi, như cam hành trình, tất cả các thứ theo xe đầy đủ hết rồi. Và tiếp tới thì em mời anh chị xem về cái phần khoang máy. Thì nó rất là mới, thật ra thì nó chẳng khác thì xe mới rào hãng cả. Thường thì như về đến bọn em thì xe bọn em sẽ đem đi cho đi dọn khoang máy này, dọn vệ sinh nội thất. Nhưng còn trước này thì không, em không hề dọn bởi vì nó còn quá mới. Anh chị có thể thấy này, bụi bẩn nó vẫn còn bám nhá, trước này em không hề dọn. Đây nó là cái độ mới bóng từ khi chủ cũ người ta mua đấy. Em không hề dọn một chút nào về nội thất, về cái khoang máy của con này nhá. Máy móc thì là nguyên bản 100%. Đó. Và anh chị ơi, nếu mà anh chị lấy sản phẩm này, lấy chiếc này thì anh chị sẽ tiết kiệm được nguyên cái số tiền thuế, nó phải rơi loanh quanh khoảng 8-90 triệu. Thì bản thân em thấy nó rất là hợp lý. Và anh chị mà có nhu cầu thì alo cho em ở số điện thoại ở bên dưới nhá. Và em cảm ơn anh chị ạ.